xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với những câu chuyện kinh dị của người từng gặp kể lại của tác giả đức minh bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung những câu chuyện này minh chuyển tới sống ở khu trùng cư cũ này câu đát được hơn một tuần mọi thứ vẫn ổn trừ một việc là khu này khá vắng vẻ đúng là nó đã cũ nhưng chất lượng phòng ốc vẫn còn tốt giá cũng rất ok cớ sao lại ít người ở như vậy sáng hôm đó mình đi ra đầu đường và gọi một tô phở bà cô bán vợ thi minh thì liền hỏi nhìn cháu lạ lạ mới chuyển đến khu này đúng không mình liền gật đầu nói dạ vâng ạ à, Cháu mới tới ở khu chung cư kia cô hả à? Cái gì Ở khu chung cư cuối con hẻm đó hả Dạ vâng à, đúng rồi có chuyện gì hả cô Xem thế nào mà chuyển ngay đi cháu Cái khu đó nhiều ma lắm đó Bởi vậy cho nên là có ai dám mở đâu Đường vắng hoe mà Mình nghe xong thì kinh ngạc lắm của mà nữ ư Phải chăng đó là lý do nó vắng như vậy Không đùa chứ Ăn xong tô phở nó tính tiền rồi ra về Bà chủ quán nhìn theo mà lắc đầu thở dài mình ra chợ mua trái cây nhang tiền vàng mã rồi đi thẳng về phòng một mâm cúng nhỏ được bày ra nó lẩm bẩm rồi khấn vái tôi mới chuyển tới đây cho tiện lại chỗ đi làm tôi không mạo phạm đến các vị mong các vị đừng hại thôi khấn xong nó cắm bà cây nhàng xuống từ hôm đó không khí mùa hè nóng nực khó chịu mình vắt theo chiếc ghế nhựa đi trên sân thượng rồi tính ngồi hóng mát lên đến nơi thì nó đã thấy một người ngồi sẵn ở đó anh này nông có vẻ lớn tuổi hơn Minh Nhìn thấy có người lên anh ta nói À người mới mới chuyển đến hả Dạ vâng ạ à, em mới chuyển tới Ở tầng lầu 4 Anh ở lầu 5 Anh sống đây 3 năm rồi Lúc này Minh mới được ánh mắt quan sát khu sân thượng này Cả căn chung cư có tất cả 7 tầng lầu Tầng nào cũng nhìn cũ và ngả màu thời gian bám bội bẩn cũng như rêu mốc. Nhưng trên sân thượng thì lại khác. Nói đường quét dọn sạch sẽ, không những vậy mà nó còn để cho nhiều chậu cảnh nhìn rất đẹp. Một dàn gỗ cho những cây dây leo bám vào, khoe ra những bông hoa tím rực rỡ. Ngoài ra còn răng thêm vài dây đèn phát sáng, khiến không cảnh buổi tối trông khắc gì mấy quán cà phê sân thượng lúc còn ở Sài Gòn Minh hay đi. Mình lúc này nói, cái sân thượng này chiêu quá anh nhỉ? Người kia liền đáp, đúng rồi, anh hay lên đây ngồi thì nó hoang tàn quá, nên anh dọn dẹp lại hết, để có chỗ mà thư giãn mỗi tối Anh đẩy một chiếc ghế rồi nói Ngồi đi chú em Minh ngồi xuống chiếc ghế gỗ Một bộ bàn ghế gỗ nhỏ lúc này Có lẽ cũng là của anh ta mang lên Mình liền nói Em tên là Minh, em mới từ Sài Gòn chuyển về đây À, anh tên là Tùng quê mạng Hải Phòng Và nằm cũng 6-7 năm rồi Cứ như vậy Hai anh em ngồi chuyện trò với nhau rất hợp cả Tùng liền nói Chưa có thích nghe chuyện ma không? Có chứ em rất thích anh có chuyện gì hay ho kể em với Tùng liền cười đắc ý anh ta nói Vậy đúng bài rồi Anh cũng là dân mê chuyện ma Sẵn có mấy chuyện màu ma mà ngắn Anh kể cho chú nghe Cho anh em mình ngồi không tiếng chán lắm Mình gật đầu lia lịa Tùng khoái chí bắt đầu kể Câu chuyện số 1 là căn nhà đất Đây là anh kể theo lời kể của Đạt Là một người bạn của anh Chuyện xảy ra cũng đã 20 năm rồi Lúc này là mẹ chưa sinh ra Đạt Nhà đàn hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo cho nên là xây căn nhà đất đủ để che mưa che nắng thôi. Từ lúc này thì câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đó bắt đầu. Cha của Đạt là một người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là làm lâm tặc. Ông đi rừng quen rồi, nên là thú dữ hay là ma đói với ông là chuyện bình thường. Đạt bắt đầu kể lại. Hồi lúc ngủ tại căn nhà cứ đến khuya đang nằm, thì ông cảm nhận rõ ràng là có người đeo lên người của ông rồi ghi xuống. Lúc này ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí của ông biết lúc này đã bị ma đè nên ông ráng sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Cha cổ Đạt tỉnh dậy thì thấy chẳng có ai. Nhưng mà là thay ở chỗ hai bắp tay của ba mình đã in rõ bàn tay của ai đó đang siết chặt lấy bắp tay của ông rồi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà đó khi mà ngủ mẹ của đạt nghe tiếng chảo chén xoang nổi kêu lên rồn rang như có gì dung vậy mẹ nghĩ lúc này chắc là chuột cho nên thức dậy đi xuống bếp nhưng đã không còn nghe thấy tiếng xoong chảo nữa khi mọi chuyện đã trở lại bình thường mẹ lúc này cũng về giường ngủ một lát sau mẹ của đạt một lần nữa nghe có âm thanh nhưng không phải âm thanh dưới bếp nữa mà là tiếng em bé đang cười giỡn trong nhà khi bà mở mắt tỉnh dậy thì đứng người. Gần giường là người phụ nữ ấm đứa con đang đứng trên không, mặt trắng bạch đang nhìn mẹ và hình như đang cười. Mẹ đàn lúc này chỉ còn biết là liền thật to cho chồng dậy. Cha đàn nghe thấy tiếng thì tỉnh dậy rồi hỏi sao vậy, thì mẹ mới kể đầu đuôi câu chuyện cho cha nghe. Nghe xong ông vội vàng chấn an mẹ. Thời gian sau mẹ đẻ đạt, thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưng không còn gặp mà nữa khi cha hỏi bà nội thì bà kể là hồi bà còn trẻ hình như trên đất nhà có chôn con của bàng xóm vì khó đẻ cho nên hai mẹ còn kiệt sức mà chết đến lúc này nghe xong thì ai nấy đều nổi cả giả gà cha chó lên mình nghe xong câu chuyện thì từ đâu một cơn gió nhẹ thổi tới mình hơi lạ vì sao tối mùa hè lại có cơn gió như vậy nó nói ngày cũng được nhưng mà không nặng đô lắm Anh kể tiếp đi Tùng lại tiếp tục kể Câu chuyện số 2 tên là ma chết nước Chuyện này Tùng nghe được một của ông chú kể lại Cho nên lấy luôn danh sinh đó Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994-1995. Tôi ở quê hương miền Trung đầy gió lào và mưa bão, cho nên những câu chuyện của tôi cũng ma mị và ly kỳ y như mảnh đất đó vậy. Hôm đó là vào tầm khoảng tháng 9, trời mưa rất to, ông ngoại của tôi mới đều vó để cất. Ông tôi đến chỗ quen thuộc và vẫn thường hay đánh vó và vẫn làm như mọi khi. Nhưng hôm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được còn cá nào. Mọi khi như vậy thì cá rất nhiều, ông mới lấy làm lạ và định ra về, thì bỗng thấy một người trên cây cầu gần đó đang từ từ tiến về phía của ông. Ông lúc này liền hỏi, chạy mua đi mua đó. Người đàn ông liền đáp, đi chân vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì sắn dùm tao cái quần cái nó vướng quá. Ông tôi nhiệt tình nhận lời sắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân của ông đó rất nhớt. Và khi sắn thêm thì thấy tiệt trên thân đang rơi ra theo kinh nghiệm của ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi. Đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy, rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít bối để trong túi sắt vào hai tay và sắt vào ống chân ông đó. Thế là người đàn ông đó biến mất. Ông tôi cũng về nhà ngay sau đó và không bao giờ ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm của quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau gì cũng bắt mình Cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị gặp nữa Nghe xong câu chuyện số 2 Minh Điền nói Mà về sông nước thì đúng là khá đáng sợ Tuy nhiên thì em cũng đã đọc qua nhiều Anh kể tiếp câu chuyện khác đi Tùng nghe vậy thì cười anh tiếp tục kể câu chuyện số 3 Câu chuyện số 3 có tên gọi là gọi hồn Bà đã từng nghe tới việc gọi hồn chưa bạn là một người thiên về tâm linh hay bạn không tin vào sự hiện diện của thế giới âm? Thật ra tôi cũng như một số người thực dạng chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng minh. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi cho đến khi sự việc ấy xảy ra. Câu chuyện này được kể từ câu chuyện thật về một người bạn của tôi. Bà tôi có cả ba và mẹ gia đình rất hạnh phúc. Bà rất thương nó. Gia đình của nó đúng kiểu tuy không giàu có nhưng hạnh phúc viên mãn nó rất vui nó luôn kể đủ thứ trên trời dưới đất với tôi về gia đình nhỏ đáng tự hào của nó chưa bao giờ nó nghĩ tới việc rời xa ba mẹ vì tuổi ba mẹ nó không gọi là quá già chiều tàn mùa thu muộn gió tội xào xạc qua kẽ lá vàng rơi cảnh vật điều hưu u tĩnh như báo trước ngày chẳng lành vừa đi học về nó không ngờ đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy ba của mình căn nhà chìm trong không khí nặng nề tăng thương mẹ nó khóc càn nước mắt tay quệt những vệt dài lăn không ngừng suốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vừa nãy mẹ ngồi trong bếp thái rau bà còn vẫn còn mạnh khỏe nằm võng để xem tivi mẹ nghe ngóng loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên của ba bà còn đáp rồi mẹ không để ý và tiếp tục làm việc vậy mà bây giờ thành ra như vậy mẹ nó cơ hồ đang ngất đi vì tin giữ đến một cách đầy chống vánh, nó đã đánh dưỡng như chưa dài nổi sự ra đi của ba. Sáng nay ba của nó chờ đi học. Nó đòi ba nó về nhất định phải tặng cho nó chiếc xe đạp để mà tự đến trường. Cả hai đều còn vui vẻ mốc ngoáy. Vậy mà bây giờ... Hai mẹ con của nó suy sụp tinh thần kể từ dạo ấy. Nhà nó thay vì không khí vui vẻ đầm ấm thì lại thay bằng cái nghẹt thở của khói nhang bàn thờ lạnh lẽo. Mẹ nó khóc sừng cả mắt nhiều đêm, song trước mặt nó bao giờ cũng tỏ ra lạc quan hơn bao giờ hết. Chiều hôm qua nó đi chơi, tôi cảm thấy nghẹn ngào cho họ. Cái chết của ba nó quá là kỳ quái, quá là đột ngột. Một người trước đó vài giây còn trả lời nhanh nhẹn, sau đó có thể đột quỵ qua đời hay sao? Sự việc từng chừng chỉ dừng đến đó Không ngờ một hôm mọi chuyện vẫn làm lại y như cũ Lần này lại là mẹ nó Mẹ nó mua nhang về thắp lên ban thờ của ba Đằng khấn trong miệng Thì có tiếng gọi văng vẳng lại Huyền ơi Đó là tin mẹ của nó Mẹ nó không nhớ giọng nói này Có phải của hàng xóm hay không Nhưng đằng thắp nhang răng rở Cho nên không đáp lại mà làm nốt Lúc này khoảng 3 phút sau thì mẹ nó ra mở cầm. Bên ngoài hàng cây hắt hiu đang đùng đưa trước gió thì không có một ai. Mẹ nó không hiểu chuyện gì. Nói thật âm thanh vang vọng mới đây. Không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng. Cả một con đường nhanh đến như vậy. Hôm sau mẹ nó hỏi thăm tất cả hàng xóm xung quanh. Ai cũng bảo hôm đó có người thấy giờ đó không có ai đứng trước cổng nhà nó cả và nhà họ có nhiều người thức cúng kể lại rằng không hề nghe thấy tiếng người nào gọi mẹ nó. Nó bắt nguồn từ đâu, đừng bao giờ ngu ngốc trả lời, bởi có thể trả lời đồng nghĩa với việc bạn đồng ý đi theo nó. Lúc đó tôi đã tin và thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mẹ của nó không kịp trả lời. Nghe dòng câu chuyện thì Minh khẽ dùng mình, nó nhìn Tùng rồi hỏi. Chuyện này có thật sao? Anh nghe ở đâu vậy? Tùng đền cười mà đáp Chú tin nó có thật thì nó có thật thôi Câu trả lời lấp lửng của Tùng khiến cho Minh ngạc nhiên Nó nói Ok, tiếp tục câu chuyện tiếp theo nào Sau đó là câu chuyện số 4 về người giữ chìa khóa Hôm đó có lẽ là ngày rùng rợn và khó quên nhất Từ ngày tôi bước vào chân cảnh sát Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng một năm khi tôi và người đồng sự được lệnh đến kiểm tra một tổ hợp văn phòng. Sau đó có tín hiệu báo động được gửi tới chỗ cảnh sát từ hệ thống an ninh của khu tổ hợp đó. Vào lúc khoảng 9 giờ 30 phút tối, cho đó là một tòa nhà cũ Được tận dụng để làm phòng khám tư nhân cho các bác sĩ. Ở bên trong còn có một hiệu thuốc tây. Ở cờ cảnh sát thông báo nhận được tín hiệu có một người đột nhập ở tầng trên của tòa nhà người giữ chìa khóa của tòa nhà đã có mặt ở hiện trường và mở cửa cho hai người chúng tôi vào trong để kiểm tra cầu thang chính của tòa nhà nằm sau một cánh cửa bị khóa nhưng người giữ chìa khóa lại không mang chìa khóa đó theo vì thế mà chúng tôi phải mang thang dây để ly lên trên tầng trên phía sau cánh cửa thang máy là một hành lang tối đen và chỉ có duy nhất một ánh đèn len lói phía cuối hành lang Chúng tôi bắt đầu kiểm tra từng cánh cửa một cho đến thời điểm này. Tất cả những cánh cửa chúng tôi kiểm tra qua đều đã được khóa chặt. Khi chúng tôi đến văn phòng cuối cùng ở hành lang thì phát hiện ra là cánh cửa duy nhất ở tầng này không có khóa. Chúng tôi tiến vào bên trong và nhận ra đây là một căn phòng trống. Chỉ có một chiếc quầy tiếp tân, khu vực chờ đợi và khoảng 12 mười ngay phòng khám nhỏ gì đó. Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng và ngay lập tức nhận ra điều đó không ổn. Ánh đèn cuối hành lang ban nãy chúng tôi nhìn thấy đã bị thắt và theo vào đó là cái đèn ở gần thang máy lại sáng lên. Tôi nhìn sang người bạn đồng sự của mình và thấy mặt của anh ta trắng bệch. Tôi hỏi anh ta có sao không và anh ta nói: "Không phải hồi nãy mấy cánh cửa bọn mình kiểm tra đều đã được đóng kín và khóa chặt hay sao?" Thế bảo ừ rồi sao Anh ta run rẩy Cậu không nhìn thấy tất cả đều đã mở toang hết cả rồi sao Đương nhiên khi mà tôi nhìn sang Tất cả những cánh cửa văn phòng đó đã mở toang Và cả hai chúng tôi đều giận cả người Vì thế mà chúng tôi cố gắng thu hết can đảm kèm cho tất cả một lần nữa rồi khóa từng cánh cửa một lại khi chúng tôi kiểm tra đến văn phòng cuối cùng vừa định đi ra khỏi đó thì cánh cửa chính của văn phòng đột nhiên đóng sầm lại cầm lúc đó thì bộ máy làm của chúng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè và tôi xin thể rằng hai người chúng tôi lúc ấy chỉ muốn biến khỏi chỗ đó ngay lập tức lại hoài một lúc chúng tôi cũng tới được thang máy và đi xuống trở lại tầng 1 để tìm người giữ chìa khóa tuy nhiên anh ta đã đi đâu mất và chúng tôi không tìm ra anh ta. Tôi liên lạc với tổng đài và yêu cầu tổng đài viên cung cấp số điện thoại của người giữ chìa khóa cho chúng tôi. Tổng đài thông báo người giữ chìa khóa vẫn chưa tới nơi và bảo chúng tôi chờ thêm khoảng 5 phút nữa. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã gặp anh ta lúc nãy và người tổng đài đó nói với tôi rằng chúng tôi không thể nào gặp được người giữ chìa khóa. Vì họ chỉ mới liên lạc được với người giữ chìa khóa cách đây không lâu cuối cùng khi mà người giữ chìa khóa thần tới hiện trường, tôi liền hỏi cô ta người đàn ông đã mở khóa cho chúng tôi là ai. cô ta liền bảo tôi miêu tả người đó rồi kết luận những gì tôi miêu tả nghe giống với vị bác sĩ mướn cái văn phòng cuối cùng ở lầu hai. nghe xong đến đó mình vội hỏi. rồi vậy tiếng gọi người ba của bạn nhân vật chính là từ đâu và vì sao ông ta lại ra đi đột ngột sau khi trả lời như vậy? Tôi cũng lắc đầu không biết Như vậy đây là một câu chuyện không có lời giải ư Mình nghĩ như vậy Bất giác nó nhìn Tùng anh ta có điều gì đó hơi lạ Nhưng cụ thể là gì Thì Minh khó mà có thể diễn tả được Tùng thấy Minh im lặng thì nói Sao hả? Mấy câu chuyện vừa nghe xong có đủ đô không? Mình đền cười mà đáp Nghe thì có hay thật đó Thế nhưng mà đúng là không đủ đô với em Tùng mỉm cười cũng đúng thôi Có thể là chuyện có thật Không hay thêm mắm thêm muối Còn lẽ nhạt hơn mấy câu chuyện tự viết Cách đây cũng đã lâu Anh về quê chơi thì có nói chuyện Với một người bạn của ông nội anh Ông cụ này có kể cho anh nghe một câu chuyện ma xưa Để anh kể lại cho chú nghe Cũng khá là rùng rợn đấy Minh gật đầu và Tùng bắt đầu kể Một buổi chiều xuôi về đêm lạnh Căm căm cắt ra cắt thịt với những lớp sương mù bổ vây khắp lối có một đống lửa đỏ rực ấm áp đang cháy bập bùng xung quanh là những người già người trẻ tôi cũng ngồi đó tám chuyện với người hàng xóm láng giềng tôi thì nướng khoai lang người khác thì nấu nước trà người thì nấu cà phê gần chục người quây quần bên nhau rồi cùng nghe mấy ông già trong làng thay nhau kể chuyện cho con cháu phần nhiều là chuyện ma lúc đó tôi chỉ có khoảng 10 tuổi Tên này đã trôi qua 40 năm thấm thoát Nhưng câu chuyện ma mà tôi từng nghe kể hồi đó Nó vẫn còn vằng vất trong những đêm trần trọc cảnh dài Trong đó có một câu chuyện làm cho tôi nhớ mãi Nó rất rùng rợn và ấm ảnh tôi cho đến tận bây giờ Câu chuyện kể rằng ở bên Lào Có hai anh chàng chuyên đi buôn muối Lâu bấy giờ thì trên mạng sông nước còn chưa có thuyền bè hay lật thuyền máy gì cả Đi đường thủy chỉ là đi bằng cái bè bằng tre khi ngược dòng sông thì rất mệt vì phải chống dọc theo bờ bằng một cây tre dài. Còn lúc xuôi dòng thì đỡ mệt hơn vì đã có sức nước đầy hộ. Khi đi dòng theo bờ sông thì thường ngay ghé vào mấy làng ven sông để mà nghỉ ngơi cũng như buôn bán, trao đổi những thứ sẵn có. Từ viên trăng ngược dòng sông lên luông pha băng thì cũng phải đi mất thời gian hơn 100 ngày mới tới được nơi. Chiếc bè rất to mà dùng tất cả 200 cây tre cột vào nhau, chống dòng theo bờ sông đi từ tỉnh này qua tỉnh khác. Có những chuyến đi buôn phải mất đến vài tháng, cũng có khi phải mất đến mấy năm mới về nhà một lần. Người Lào thường gọi là những chiếc bè buôn đó là những ngôi mộ trôi nổi trên sông. Trên đường đi lúc bấy giờ có một ngôi làng nhỏ, giống như là một làng mới dựng hay là mới rơi từ trên nơi nào đó đến đây. Chỉ có cỡ khoảng 20 nóc nhà Cỏ tranh lập mái nhà vẫn còn rất mới Mấy ngày dài đằng đẵng mệt mỏi Bởi chiều ta đã tiếp đón hai nhân vật chính được nghỉ ngơi Phía trước mặt chính là ngôi làng đó Trước bè lớn buồn bán mà chờ được cả mấy tấn hàng Dừng lại ở một bờ sông xế chiều Hai người ngồi xuống trên bè thở dài Để xua tan đi cái mệt mỏi Đang ngồi tắm dóc với nhau thì bỗng nhìn mấy cô em gái trong làng đang đi xuống sông tắm. Hai đôi mắt ngó thẳng vào mấy cô em gái đang tắm một cách thèm thuồng, quả đúng là một vẻ thiên nhiên trắng trẻo. Hai anh bèn cột bè xong lên bờ kiếm củi nấu nồi cơm tối. Bốn con mắt vẫn không rời mấy cô gái đang tắm kia. Hai anh một người tên là Văn Thao, cỡ 40 tuổi và một người tên là On Thiên, cũng tầm 38 tuổi. Vào cái thời đó người ta cũng còn phóng túng lắm, đặc biệt là mấy người đàn ông đi buôn xa nhà. Cứ hễ rẽ vào làng nào nghỉ ngơi thì y như rằng có vợ ở trong đó, hoặc chỉ ít thì cũng để lại một hạt giống ở đó. Lúc này khi mấy cô gái tắm xong, Phan Thảo lúc này mới gọi lớn. Chào các cô, thuyền buôn đến bờ sông xin các cô cho hỏi, ba mẹ hay là người trong làng coi có ai cần đi không, có muối có vải và đồ dùng ở đây. Ai cần mua bán trao đổi gì thì nhanh tay Trong đám con gái có hai tên cô gái tên là Si và May Nhìn rất xinh và tươi Bây giờ hai cô nghe vậy thì mới chạy tới để chào hỏi Hai người đàn ông nhìn hai cô gái mà ngẩn người xa Con gái nhà ai mà lại đẹp dữ như vậy Một người liền nói Các em lên báo cho bà con trong làng đi Rồi nếu có rảnh thì ra đây chơi với bọn anh hai cô gái kia vâng giả rồi biến mất vào trong đảng. hai người ăn bữa cơm chiều ở bờ sông vừa ăn vừa nói và chúng mình ở nhà trên đường một phần mười của hai cô em gái này nếu cứ được làm vợ bé thì quá phúc rồi ăn cơm lẽ đi một chút để người làng xuống rồi mình hỏi hai cô gái có chồng chưa chưa có thì anh em chúng ta hút luôn hai anh nói chuyện rất là vui cười tâm trí mê man nghĩ về nhan sắc tuyệt trần của hai cô gái kia một lúc sau khi xong bước cơm chiều, lúc đó cứ gần khoảng 20, người dân từ làng đi xuống, tiến thẳng về hướng chiếc bè đang đậu. Già thú mật ong đồ rừng mua và trao đổi thấp nập, vì lâu lâu mới có một chiếc thuyền buôn đi qua. Sau khi mua bán xong rồi đầu đó, Văn Thảo mới hỏi, Hai cô em có chồng chưa? Nếu chưa chồng thì tôi xin giảm ngõ hỏi làm vợ ngay ngày hôm nay vừa buôn bán vừa hỏi vợ cùng một lúc quả là một công đôi việc. Người trong rừng sâu hoặc ở trong các làng nhỏ thời điểm đó, ai cũng thích mấy tay buôn bán vì họ khá già và có nhiều tiền bạc lộ là gấm vóc. Có nhiều người từ bé đến lớn chưa được thấy hình dạng đồng tiền nó ra làm sao, rồi có khi quần áo còn không có mà mặc. Kể cả một nguyên liệu rất phổ biến là muối, cũng là một cái gì đó đắt đỏ đối với họ. Hai anh đặt cọc tiền cưới trong chiều hôm đó để em luôn viết đồ buôn bán may mắn cho gia đình đặng vợ. Vậy là đêm nay khỏi về ngủ phơi mưa phơi gió ở bờ sông, thuyền hai người sẽ ở bến nàng một tuần để nghỉ ngơi trước khi ngược dòng nên luôn pha băng. Vân Thảo sung sướng về cưới được em vợ bé tuyệt đẹp. Cậu có bà ngấn kiêu kỳ, năm nay vừa tròn 17 tuổi tên là Si. On Thiên thì thấy ngây ngất với vẻ đẹp mặn mà, Mặt mối đỏ phây phây, tươi sành như là hoa cỏ của cô vợ bé tròn 18 tuổi tên May. Đêm đầu tiên ngây ngất với người đẹp cơn say rượu mê man cho đến sáng. Sáng hôm sau thì hai người lang thang đi chào hỏi người ở trong làng. Đến đêm thứ tư Văn Thảo uống rượu với ông bố vợ xong thì đi ngủ. Ở nhà quê vùng núi rừng ban đêm sẽ đến sớm hơn thành phố. Mấy người uống có đôi ba chén mà trời đất đen dập lại. Văn Thảo đang ngủ say thì bỗng nhiên thấy khát nước. Anh ta bèn ngồi dậy trong nhà tối đen như mực. Văn vén mồm chậm chậm bước từng bước ra bên ngoài. Uống xong anh ta lại nhẹ nhàng quay trở về phòng ngủ. Văn ôm vợ vút về lung tung rồi ngủ thiếp đến sáng. Ở quê nhà thì đàn bà hay dậy sớm từ 4 giờ sáng trước chồng để làm việc mà ngâm gạo nấu sôi và thức ăn cho chồng dậy ăn và đi làm ruộng. Văn tỉnh giấc thì ra hỏi vợ Đêm qua anh dậy uống nước rồi vào với em Thì thấy em có mỗi cái thân Chả thấy đầu của em đâu Em đi đâu lần sau nhớ đem theo Không cần phải để cái thân không đầu lại cho anh ôm Mà em học cái bí thuật ở đâu vậy Lúc nào rảnh dậy trông xã nhé Không biết do anh ta ngu Đầu óc có vấn đề hay là do quá vô tư Mà không hề biết đó là một điều kinh dị Vô cùng đáng lo ngại Xin nghe chồng nói như vậy Thì cô ta nói Anh không sợ em sao Anh thương em còn không đủ Việc gì anh phải sợ Hôm nào trước mặt anh Em làm lại cái trò đó cho anh coi Cô vợ vậy thì khẽ gật đầu Chiều hôm đó Văn Thảo và On Thiên ra ngoài Ngồi nói chuyện với nhau Văn nói Gái nhà quê xinh đẹp Mà mấy cô ấy còn học được mấy cái trò tiểu xảo Kinh điển lắm bạn On Thiên nghe xong đáp Vợ bé tôi cũng có trò hay Mới diễn ra đêm qua Mà vợ ông có trò gì kể đi Văn liền nói Vợ tôi có một tài năng đặc biệt cô ấy có thể rút đầu ra khỏi cơ thể để lại cái thân bên cạnh tôi nửa đêm. Cô ấy còn nói trước khi mà anh em mình đi thì cô ấy sẽ dạy cho tôi cái trò đó. On Thiên nghe vậy trầm trồ, trời đất. Vậy sao? Chắc giỏi hơn vợ thôi. Phan Thao lại hỏi, thế vợ ông cô ta có rút đầu ra được không? On Thiên liền đáp, vợ tôi rút đầu ra không được, nhưng cô ấy lại có một cái đèn trong thân thể, cô ấy mới lạ chứ để ở ngay chỗ cái lỗ mũi ấy phát sáng được mới ghê. Tôi mới nghĩ là quái lạ, sao lại có thể nhét được cái đèn để ở lỗ mũi? Tôi muốn cái trò tiểu xào đó mà cô ấy chẳng trả lời. Đêm hôm vừa rồi tôi thấy khát nước nửa đêm, trong nhà thì tối đen như mực. Tôi tính ngồi dậy mò mẫm ra ngoài, mới đưa bàn tay sờ mó, nhưng lại không thấy có vợ nằm bên cạnh. Nhưng lại nghe tiếng động, là tiếng bước chân người và ánh sáng loang loáng dưới nhà bếp. Tôi nghĩ là vợ của mình ở dưới đó cho nên nói lớn. May à, khi lên ngồi rót cho anh ly nước nhé. Một lát sau thấy có ánh sáng từ nhà bếp phát lên và tiếng bước chân người đi lên từ từ. Cái thứ ánh sáng màu xanh ra trời rực rỡ trên hai lỗ mũi của cô vợ khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Làm thế quái nào mũi lại phát sáng được mới hay? Tôi mới hỏi vợ, còn ánh đèn lòn qua vách nữa nào là ai vậy? Hay là người ta đi bắt ếch đêm còn có người khác nữa hả? Cô ấy liền trả lời, đó là em gái em với bà cô. Tôi uống nước xong ôm lấy vợ rồi nói, cái đèn trên mũi của em gì nào vậy? Em mua ở đâu cho anh biết đi, anh đi buôn mà có cái đèn giống em thì đêm hôm đỡ lọ mọ Mai liền nói, thôi ngủ đi anh khuya rồi đấy, hơn 2 giờ đêm, một tí nữa em phải dậy làm việc bếp cho ba mẹ với chuẩn bị đồ ăn sáng. Nghe xong thì Văn Thao gật gù Nói như vậy hai bà vợ mới này không lẽ lại có khả năng đặc biệt ư? Anh ta liền nói. Tối nay đêm rằm trăng sáng tròn đẹp, cậu mong đừng có mây mưa, tôi sẽ cho vợ tôi làm lại cái trò đó cho bạn xem. Nếu thuận lợi thì xin học, để khi về luôn pha băng, rút luôn cái đầu dọa mấy đứa ở nhà, chắc bọn nó vãi cả ra quần đấy. On Thiên nghe vậy thì nói, tôi là tôi sẽ lấy hai cái lỗ mũi phát sáng, Thay cho cây đèn cây đốt trong nhà Vậy là tiết kiệm được một đống tiền mua đèn mỗi tháng Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy thú vị Hai người vừa trò chuyện vừa vui cười Chờ ánh trăng đêm rằm tới Về phần hai cô vợ kỳ lạ kia Khi thấy sáng dậy chồng vẫn bình thường Không có tỏ vì sợ hãi Thì giấy làm rất lạ Đồng thời càng thích yêu thương chồng hơn Sau bữa ăn chiều đêm tối đã đến trăng treo trên đầu núi lĩnh lờ Văn Thảo liền nói với vợ Tối nay em cho chồng được thấy cái trò kia của em đi Trăng rằm sáng như vậy mới thấy rõ Như đêm hôm nọ tối quanh chẳng thấy gì Xin si nghe vậy thì đáp Đã đến nửa đêm Trăng đứng thẳng trên đầu đá Nhưng mà cấm anh không được sợ hãi hay lán la lên Gây tiếng động Cũng không, không được lật sấp thân của em xuống Anh muốn làm gì cũng được Nhưng mà phải để cái thân của em nó nằm ngửa Rồi cấm anh không được nói cho anh nghe Dù anh đi buồn ở nơi nào khác nếu vậy em sẽ làm vợ anh cả đời anh hứa đi. Phần Thảo lúc này liền đáp. Em là vợ anh đương nhiên anh phải giữ kín cho em chứ. Nói xong ngay vợ chồng ôm lấy nhau chờ ánh trăng rời khỏi đầu núi. Phần Thảo hồi hộp vừa chọc vừa ngóng cái khả năng phi thường của vợ. Chẳng đứng thẳng trên bầu trời Văn Thảo liền hỏi. Cho anh thắp đèn sáng một chút để ngắm em được không? Suy liền trả lời. Tùy anh, anh vén cái mùng lên hộ em. Văn Thảo làm theo lời của vợ. Xe nằm im bất động cơ thể của cô co giật lên từng hồi. Cái đầu cứ như vậy lắc nghiêng trái phải liên tục một lúc. Rồi trên cái cổ ba ngấn, cây ngấn đã giữa từ từ rơi ra chậm chạp. Nên mặt của cô nhăn nhó như là đau đớn lắm. Cái đầu cứ như vậy ngắc ngoái như bị mắc kẹt. Về mặt nhanh nhó của người vợ đã xóa mở cái nét đẹp thanh tú vốn có của cô. Chiếc đầu từ từ liều khỏi cổ cùng với tiếng riêng gì. Tiếp theo đó là bao tử rồi đến bộ ruột tách ra khỏi thân. Văn đứng hình đổi hết cả cái ốc, ngó vợ với một đôi mắt kinh ngạc và lo sợ. chích đầu kéo bao tử và bộ ruột bay tà tà trên sàn nhà. Nét mặt cô vợ từ từ trở lại như thường. Cô ta cất tiếng gọi nhẹ nhẹ lạnh gáy. Anh ơi, em xong rồi đừng, đừng sợ. sợ. Đó, đó anh đã anh thấy rõ sợ. chưa? Phan Thao cầm đến ngạc nhiên từ nãy đến giờ. Nghe tiếng của vợ gọi một lúc lâu mới tỉnh lại anh thân liền hỏi. Em có đau không? Lần đầu tiên trong đời anh thấy cái việc kỳ quái như vậy. Xì liền nói. Anh đừng sợ, đâu ai làm gì hại anh. Trong làng này nếu như anh có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên hỏi em. Phan Thao mềm cười với vợ rồi đứng lên đi tới cầu thang xuống nhà. Bảo tử với lời bộ ruột của cô vợ lùng lặng bên cạnh chồng. Bước xuống con đường làng sáng ánh trăng Hai vợ chồng đi bên cạnh nhau Chính xác là một cây đầu kéo theo nội tạng bay lê lửng đi bên cạnh Ngõ về cuối làng thấy có cả gần 10 cây đầu cái đầu nào cũng tóc dài bay lư lửng Trả trộn với thứ ánh sáng màu xanh ma mà quái Phía bờ sông hiện lên đột ngột có hai cái đầu bay lư lửng trước mặt hai vợ chồng. Văn Thảo nhận ra một cái đầu là bà già vợ, rồi thêm một cái đầu là em vợ văn cúi đầu chào vợ đi tiếp cho đến cuối làng khi hai người đang vừa đi vừa trò chuyện thì vợ bé nói anh ngon thiền với vợ anh đang ở đằng trước mình đấy Để thêm vài bước nữa hai vợ chồng gặp nhau với một đôi mắt ngạc nhiên đều bên ngõ vợ của nhau rồi đứng hình cả đôi ánh sáng màu xanh nở cứ sáng rồi tắt lập lòe như một con đom đóm trong đêm ánh sáng đó đang làng tới chỗ nào đó dơ bẩn trong làng cứ một chùm ánh sáng là một cô gái On Thiên nhìn vợ của Văn rồi lắc đầu Nếu như không quen hay biết trước Mà bất thình lình thấy cái đầu với bộ ruột như vậy Chắc tôi chết khiếp tại chỗ rồi Mà nè Văn Thao Anh có biết vợ tôi phát sáng bằng cách nào không? Văn Thao liền lắc đầu On Thiên liền nói Cô ấy xuống bếp lấy ba cục đá ông táo Xong lầm bầm đọc thần chú một lúc Cũng không biết đọc cái gì Rồi cúi xuống lấy mũi đụng vào cái cục đá đó một vài lần thì ánh sáng tóe ra từ hai lỗ mũi văn thao liệt nói vợ mình khi ấy rút cái đầu ra khỏi thân ngó thì đầu đớn vô cùng tội nghiệp lắm thôi anh em mình về nghỉ ngơi đi đã quá nửa đêm rồi mai là ngày cuối cùng mình còn ở trong làng đấy nói xong cả hai người người nào cũng về nhà người nấy và ngồi chờ cho đến khi mà vợ hoàn thân như thường rồi mới ngủ tiếp đến sáng khi đến ngày chia tay, hai người vợ cũng lò thức ăn khô lương thực đầy đủ cho hai người chồng xuống thuyền. Bây giờ một cô liệt nói, đừng quên hai anh đã có vợ chờ chung ở nhà. Nếu các anh không quay lại đây, bọn em sẽ trả thù hai anh đó, rồi em sẽ ở lại trong giấc mơ của anh hàng đêm. Nói xong, hai bà vợ tươi cười ôm lấy chồng của mình. Trên con đường buôn bán theo ngược dòng về miền Bắc Ảo, vừa chống thuyền cả hai người vừa hát vui vẻ quên hết cả cái nặng của chiếc bè lớn và mệt mỏi cả ngày trên sông hai người vui vẻ khi về đến nhà với gia đình với vợ con lần này hai người có bao nhiêu bí mật chỉ có hai người nói với nhau hồi trước thì hai anh ngồi uống rượu gặp nhau hàng ngày còn bây giờ thì lại không giống như trước sau chuyến đi buôn về có cả tuần mới gặp nhau một lần cả hai bà vợ đều thắc mắc và hỏi rằng hai lão này có chuyện gì bí mật mà gặp nhau cứ lén lén lút lút như vậy. Bà vợ của Văn Thao liền nói, từ khi lấy nhau đến giờ cũng đã hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy anh ta ngắt nọ mà chỉ lo buồn bán làm ăn. Vậy mà sau chuyến buôn này tôi thấy hai người kỳ lạ, bộ sẽ ra chuyện gì sao? Mỗi gia đình đều có hai đứa con, lần này thấy hai anh xa cách vợ con nhiều và thấy lạnh lùng với gia đình. Vợ của On Thiên liền nói, Chị ơi, Chồng em cũng thấy lạ lắm, lành lùng với gia đình mà trong một đêm anh nằm mơ hai ba lần, gọi tên May May, em em vợ vợ gì không biết, mà đêm nào cũng mơ như vậy. Không biết May là cái con khỉ gió nào. Bà vợ của Văn Thao đứng xứng lên khi nghe vợ của On Thiên kể chuyện, bây giờ bà ta cũng nói. Chồng của chị cũng vậy, không biết cái con si là cái con nào, mà ba bốn đêm nay từ hôm đi buôn về, đêm nào cũng mơ và gọi tên con đó. Hay là hai lão ấy có lấy vợ bé ở đâu? Văn Thao và On Thiên nghe hai bà vợ nói chuyện như vậy nháy mắt với nhau rồi cười. Đi buồn chưa đủ mệt hay sao mà còn quen thêm gái chứ? Vợ con ở nhà đã là quá đủ rồi. Bây giờ Văn Thảo nói, chỉ có hai tuần này là hàng hóa được đem lên giao cho các cửa tiệm. Nếu mà nấu xong xuôi thì tôi với On Thiên sẽ tiếp tục đi buồn chuyến khác. Hai bà vợ nghe xong thì giật nảy mình đứng lên đứng tiếng. Mùa hè cả nước chảy mạnh một chiều đổ về thác đá vô cùng nguy hiểm. Ai người ta cũng nghỉ hai ba tháng, có khi gần cả nửa năm mới đi. Vậy mà hai anh lại lên cơn hay sao mà đòi đi tiếp? Hay là tả hai con xi si may gì đó hả? Thôi ở nhà, hết mùa hè này rồi đi. Ở nhà mà nghỉ ngơi với vợ con. Ở thiên nghe xong điện đáp. Có hai ba làng người ta đặt hàng. Mình là người đi buôn cũng phải tranh thủ kiếm chắc chứ. Bà vợ của On nghe chồng nói vậy thì đáp Đời sống dư giả rồi Sao mùa nguy hiểm rồi đi Nghỉ ở nhà với gia đình đi hai bố hả à? Vợ của Văn cũng hùa vào nói Đi buồn với hai con si may chứ hàng hóa gì vào cái mùa này Từ hôm về đến bây giờ đêm nào cũng lầm bẩm hai cái tên ấy Có lúc ngồi một mình cũng lỡ miệng gọi tên cơ mà Nghỉ cho hết mùa rồi hãy đi nhá hai lão Hai anh em ngồi ngó nhau xem ra hai bồ vợ cứng lắm cứ cố mà đi e rằng sẽ bại lộ. phải đúng là cái mùa này không ổn cho việc đi buôn thôi chịu vậy. một người liền nói, thế cũng được, nghỉ ngơi cho đã hai ba tháng rồi đi sau vậy. tháng thứ nhất cứ hãy đêm về là cả hai người lại mơ những giấc mơ tương tự nhau. thấy bóng của hai cô vợ bé si và may hiện lên trong giấc mơ, gọi nhớ gọi thương và mong chờ. ban ngày hai người gặp mặt thì thường nói chuyện ra vẻ tự hào. Nói rằng cả cái đất luôn pha bang này không có ai đẹp như hai cô vợ bé kia. Mà ngó vào trong nhà thì mặt vợ tự nhiên lại thấy xấu vậy. Hai người hay ngồi tâm sự riêng với nhau và dĩ nhiên là hai bà vợ cũng hay tâm sự với nhau chuyện của ông xã mình. Hàng xóm lắng giềng thế lạ rồi mới hỏi hai bà. Từ khi đi buồn về hai thằng kia mắc bệnh gì hay sao mà bà con hàng xóm ít khi thấy mặt mũi chúng nó. Với cái tính nết vui tươi hoài nhã vốn có, thì hai đứa nó ngày xuống bờ sông trò chuyện Cả đường ngày với hàng xóm láng giềng. Ấy vậy mà từ sau khi đi buôn về tuyệt nhiên không giao du với ai, cả ngày ngay thẳng cứ rù rú ngồi nói chuyện bí mật với nhau như hai đứa tự kỳ vậy. Mà đông già cao tuổi là hàng xóm ngày sát bên nhà, ông ta nói với vợ của Văn Thao: "Tôi thấy hai đứa này như là người mất hồn." đi buôn về lần này có ghé vào chùa thanh tẩy ô uế chưa ông thầy chùa cao tăng hỏi tôi về hai thằng đó hỏi trước mỗi lần đi về là ngày thứ hai tôi thấy hai gia đình đều đến chùa để làm lễ mà vợ của văn thao nghe vậy thì nói làm sao mà bọn cháu lại quên chuyện này được chứ cảm ơn lời nhắc của ông về phần của chồng cháu anh ấy đi buôn về cũng hai ba tuần rồi mà đúng như lời của mọi người nói cả hai người đó cứ ngồi nhìn sông nước chảy cả ngày như vậy y như người mất hồn vậy thôi để cháu nói với vợ anh on thiên chú ý thêm ông già khẽ gật đầu rồi ra về chiều tối xuống hai gia đình ngồi chung mâm cơm hai người đàn ông ngồi ăn cơm im lặng khi xong bữa vợ của văn thảo mới nói ngày mai hai gia đình chúng mình đi chùa nhé mọi người các anh về lần này đã hơn ba tuần rồi còn chưa lên chùa sư cao tăng hỏi các anh ngày xưa mỗi lần về thì hai gia đình mình hay đem chút hàng hóa lên cúng chùa mà nghe tới việc mai lên chùa thì hai người đàn ông có biểu hiện lạ khó chịu ra mặt một người liền nói lớn đi chùa tuần tới tháng tới hay năm tới nó có gì khác nhau mà cứ nhất định phải đi ngày mai bộ quan trọng lắm mà nói xong khuôn mặt hiện lên giận dữ thấy rõ phần thảo đứng sững dậy chắp tay sau tít chầm chậm một mình bước xuống bờ sông On Thiên cũng không thoải mái ra mặt, anh ta cũng đứng lên ngay và chạy theo văn theo. Bây giờ đất tối nhập nhọn, vợ của On Thiên bực bội nói vọng theo. Hai anh đi buôn lần này không biết bị mát hay bị sét đánh vào đầu, mà lại về đổ đốn đến cái mức này thật là hít nói. Tháng thứ hai, hai gia đình không còn sự êm ấm tình cảm như ngày xưa. Hàng ngày tiếng chửi bới, tiếng cái cỏ cứ như vậy vang lên, khiến cho làng xóm đặt ra nhiều câu hỏi. Đêm về tần suất mơ thứ hai cô vợ mới kia ngày càng nhiều và dày đặc. Đến nỗi ban ngày cũng hay gọi tên vợ mới trong vô thức. Nhắc tới đi chùa thì lần nào hai gã cũng nóng đầy bực bội la hết in ngoài. Bây giờ một người già là hàng xóm của gia đình nói với hai bà vợ. Nên đi chùa xin nước rửa mặt của thầy cao tăng về cho hai đứa nó rửa mặt. Nếu có gì thì báo cho bác. Có lẽ hai thằng này bị buồn ngài của con gái nàng nào nó bỏ. Chứ không phải bệnh thật đâu. Hôm nào hai cháu đi gọi bác, bác đi theo. Hai ngày sau, hai bà vợ với ba người già làng cùng nhau mang hoa đến nhang đèn đi lên chùa. Khi mà năm người dạo bước tới gần chùa, thì thấy một sư thầy độ hơn 80 tuổi ngồi nhổ cỏ trước cầm. Lúc đến gần sư thầy đứng dậy nói trước cả khi mấy người này kịp chào. Ông chờ các con đã bảy tuần rồi sao bây giờ mới đến? Tại sao lại phải để hai đứa nó sống như kẻ mất hồn? Giờ hai đứa nó đang ngồi nói chuyện, phía vợ bé hiện bóng trên sông đấy mấy người kia nghe xong thì đứng hình rồi lững thững theo sau sư thầy tiến vào bên trong chùa năm người chắp tay quỳ gối trước mặt sư thầy một đông giả kể lại sự việc xảy ra suốt bảy tuần nay của hai người kia cho cao tăng nghe và hỏi đã có phải là bị chúng buồn ngài gì không thưa sứ sư thầy nhìn hai bà vợ rồi nói tiếp không phải khi mà các con đến đây ta thấy có hai bóng bám theo hai cái bóng đó rất tà ác chúng chỉ trực chờ để tìm cơ hội hại chết hai người này nhưng may là trên cổ các con có đeo một chuỗi tượng vật nên hai đứa mới sống tới ngày hôm nay bây giờ nó đang ở ngoài cổng chùa chúng nó là ma một giống ma quỷ đáng sợ và kỳ lạ có thể nói là nửa người nửa ma nói xong thì ông lấy ra một sợi màu trắng cột vào cổ cho năm người sau đó gửi về cột cho mấy đứa cháu ở nhà đồng thời cũng lấy ra một bình gốm đựng đầy nước. Một lát sau khi tụng kinh xong thì Cao Đăng nói tiếp, cấm không được nóng nảy vi chậm, dù dỗ nó ra rửa mặt bằng nước thầy đưa, tránh rút dây động rừng. Bây giờ hai con quỷ kia rất nguy hiểm, nó biết là các con đang ở trong chùa, hai con quỷ đó về nhà đợi sẵn đấy. Nhưng mà không sao, có sợi chỉ cột trên mình chúng nó sẽ không hại được các con thì đảm bảo. Năm người rời khỏi chùa vừa đi vừa khuyên nhủ nhau, đừng có nóng này để tránh vợ chồng cãi vã sẽ có lợi cho hai con quỷ kia khi về gần đến nhà thì thấy cả hai ông xã đang đứng chờ trước cửa rồi quát đi chùa về phải không hai cô vợ im không trả lời để xô nước mang từ chùa về vào góc nhà rồi vào trong ông chồng thích vậy thì liền bước theo đạp đổ luôn xô nước như thể anh ta sợ hãi cái thứ nước đó vậy bấy giờ hàng xóm liền nghe thấy tiếng quát tháo ầm mỹ vang lên từ hai ngôi nhà Đi lấy đồ chùa về làm gì Có gì tốt đẹp mà lấy Cắt nó ra Mấy cái sợi chỉ mà đeo trên mình nó Cắt nó ra đi ta không thích Ta không thích có nghe không Nếu không đốt thì ta đốt hết cả nhà cửa bây giờ Hàng xóm nghe ồn nào thì chạy sang Đến nơi xem rút cuộc hai thằng này lại dở chứng gì Lúc này trong xóm mày cũng nghĩ là bùa ngài hay bị mai nhập gì đó Mọi người xuống lại can thiệp rồi nói mấy mẹ con qua bên nhà người ta nghỉ ngơi tránh đụng chuyện cả hai lão chồng đang đập phá đồ đạc lung tung cả lên trước khi đi xuống bờ sông ngồi hai lão đến trước cửa nhà hàng xóm chỉ thay vào mà nói hai con vợ già này thì được tích sự gì vợ mới của thằng on thiên rất giỏi có cô ta thì khỏi lo chuyện thắp đèn trong đêm là lấy cái mũi nó soi thay cho cả đèn trong đêm cũng được khỏi tốn tiền mua đèn gầy còn vợ mới của si nó bảo vệ cái thân nó không sơ bẩn nó chỉ có cái đầu với bộ ruột đi theo còn các cô là vợ tôi và vợ thằng on suốt mười mấy hai chục năm có cái gì nổi trội không bảo sao bọn tôi không chán nói xong hai gã đi xuống ngồi ở bờ sông đến đêm mới về nhà hai người vợ cùng mấy đứa con chỉ biết ôm nhau mà khóc khi nghe nói xong mấy người già trong xóm muốn ngã ngửa hai thằng ngu này có vợ bé một là ma lai với thêm một con ma phòng. Tháng thứ ba lời hứa hẹn là sau năm tuần hai người quay lại bản với vợ bé, nhưng bây giờ đã trôi qua ba tháng rồi. Phần thảo và on thiên càng ngày càng mất hết hồn vía, không vào ngủ trong nhà vì bên trong có thờ Phật. Bây giờ hai người mới bắt đầu thích ăn đồ sống đồ tanh, đưa mắt thì đỏ ngầu cả ngày. Hàng xóm mai cũng tội nghiệp gia đình êm ấm mấy chục năm sắt cánh nhau hàng xóm với lòng thương mến thì ai cũng đèn đén đi hỏi tìm thầy bùa thầy ngài người thì lên chùa xin ý kiến khi đến gặp sư thầy chưa kịp hỏi sư thầy đã nói chuyện này là một chuyện khó khăn người cột dây là hai anh đó nếu cửa phật giúp được cũng phải đến ngày hoặc là tùy duyên số đừng lo nhắc hai người vợ đừng gây chuyện nóng nảy có gì tránh qua hàng xóm và nhớ phải trông chừng nhau ngày hôm sau mới từ sáng sớm mà hàng xóm đang nghe tiếng ngầm mỹ rủa vọng lại. Tại mày với con vợ của thằng On Thiên đã làm cho hai đôi vợ chồng bọn tao không được ở với nhau, tao sẽ giết chúng mày. Vợ của Phan Thảo khiếp quá bèn cùng hai đứa con chạy qua nhà hàng xóm bồm nhào khóc nức nở. Để một lát thì nghe tiếng la hét của vợ On Thiên cùng hai đứa con hút hoảng chạy tới. Lão On Thiên cầm con chuột chết có mùi thối sâu bỏ vào trong miệng ăn ngon lành. Xong lão ngó mấy mẹ con tôi như muốn ăn thịt luôn Hai ba người hàng xóm thế vậy thì chạy qua xem Một lát sau ông già chạy về với một vẻ mặt tái mét Thằng Văn Thảo nó ngồi cắn con gà sống Thấy tôi nó liền cười lên khanh khách kinh dị lắm Im lặng một lúc on thiền qua nhà của Văn Thảo ngồi với nhau Hàng xóm rùng rợn nổi cái ốc dữ chưa Khi nghe tiếng trò chuyện của hai người Chuyển sang tiếng khàn khàn Tiếp theo là tiếng riêng dị như thú vật mà không phải tiếng người kéo dài cả tiếng đồng hồ như vậy. Hàng xóm thì hại quá không ai dám đến gần hai căn nhà đó. Mặt trời đã xế chiều, một ngày dài đằng đắng trôi qua. Đêm hôm đó, mọi người không ai ngủ được, họ thức để nghe ngóng dõi trầm tính gặp bên ngoài. Từ ngoài con đường làng liên tục vang lên tiếng ồm ồm gào rú man dài. Có lẽ đêm nay là đêm rằm nên quỷ khí cực mạnh. Tầm hơn 11 giờ đêm khi mà cả nhà đang yên nắng nghe ngắm thì bỗng nhiên giật mình. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ khổ khốc, có tiếng trẻ em vọng vào trong nhà. Mở cửa, mở cửa cho tôi đi. Người trong nhà ôm nhau run bẩn bật, ai cũng sợ vãi cả giả quần. Sao đêm hôm lại có đứa trẻ con nào gõ cửa? Mọi người lớn điện hỏi, ai ai gõ cửa nhà tôi đấy? Tôi là chú tiểu ở trên chùa đây mau mở cửa, Sư thầy sai tôi đến gọi mọi người ra giúp thầy một thay có chuyện lớn. Chủ nhà nghe vậy vội vàng mở cửa. Cửa bung ra đúng là chú tiểu trên chùa chú để nói. Tất cả mọi người theo tôi. Sư thầy đang chờ. Ông ấy đến đuổi tạm hai con ma đi rồi. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc. Vội vàng bước theo sau chú tiểu. Khi đến gần ngôi nhà thì thích sư cụ đang đứng chắp hai tay trên ngực. Lầm nhầm tụng niệm hai lão chồng kia thì đang nằm bất tỉnh ở dưới nền nhà nơi hai gã nằm nhảy nhụa mùi tanh thối mà ngay ói ra khi bất tỉnh ông nói lấy hai bộ quần áo mới và đưa hai người này vào chùa tắm rửa tôi chuẩn bị nước tắm và rửa mặt cho ngày mai là cạo đầu đi tu tạm thời mới có thể thoát nạn Hai người vợ của Văn và On chạy đi lấy khăn ướt lau mặt cho chồng, thì hành bắt đầu tỉnh lại, mặt mũi nhằn nhó vì cái mùi su ế kia. Xong ôm chàng lấy vợ mà nói Có chuyện gì xảy ra vậy Sao nhiều người có mặt ở đây Nhìn thấy thầy chùa cả hai quỳ xuống hành lễ Có chuyện gì vậy sư thầy Hai con vào chùa cùng thầy Tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi trong chùa Rồi sáng mai Vợ và mọi người sẽ kể lại cho hai con nghe Lên đến chùa hai người tắm rửa thay quần áo Sư thầy bèn cột mấy sợi chỉ lên tay và cổ của hai người Khuya rồi hai con ngủ ở đây nếu bên ngoài có tiếng kỳ lạ cấm không được trả lời hay mở cửa. Nếu mở cửa ra hay trả lời không ai giúp được nữa đâu rõ chưa. Ông quay lại nói với chú tiểu. Để lấy đồ ngủ đến đây canh cho hai anh này. Có gì thì nhớ tương trợ nhau. Bây giờ hai người kia mới biết là đàn bà cổ ba ngấn mà rút đầu ra được đó là ma lai. Đêm đêm đi ăn phân người. Người nào bị ăn phân rồi nếu không làm chồng thì sẽ phải chết. Phần thảo thì không bị ăn phân Chỉ là anh ta mê mẩn nhan sắc con ma mà thôi Còn người đàn bà mà đêm đêm có ánh sáng phát ra ở lỗ mũi màu xanh Ở nước Lào người ta gọi là ma phồng. Đêm đêm chuyên đi ăn các đồ dơ bẩn Đêm đó cả hai đói bụng cồn cào Nhưng ăn gì cũng ói ra sạch Cả đêm vừa nằm ngủ vừa ngồi dậy ói cho đến sáng Sớm ngày hôm sau Hai cô vợ cùng hàng xóm láng giềng đến thăm Bữa cơm sáng cả hai người cũng chỉ ăn được một hai miếng vì mùi tanh hôi còn ngấm đầy cơ thể khó chịu vô cùng. Để cho hai cầm vợ chồng nói chuyện một lúc, sư thầy nói, sao, hai đứa có định tư tu hay không, bàn bạc bà kỹ chưa? Hai cô vợ trả lời, nhà cũng kinh doanh buôn bán bận biểu không thể thiếu đàn ông. Chúng còn tính trong vòng 7 ngày quy định, cứ cuối ngày khi mặt trời lặn xong xuôi hết việc rồi hai anh ấy vào chùa ngủ nương nhờ cửa phật thầy thấy vậy có ổn không ông thầy im lặng một lúc rồi nói dù có tu nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến thì cũng chẳng có gì tốt vậy tôi sẽ nhờ hàng xóm láng giềng trông coi trong thời hạn bảy ngày ở trong chùa ban đêm thì có mấy chú tiểu tới trông coi sau khi nghe hàng xóm và vợ con kể lại chuỗi những sự việc xảy ra gần đây Vạn Thảo và On Thiên mới giật mình ngã ngửa. Hai người bấy giờ mới kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối trong chuyến buôn này. Kể xong câu chuyện thì ai cũng nhìn hai người với đôi mắt tội nghiệp, vừa đắng giận lại cũng vừa đáng thương. Sư thầy liền nói, trên thế gian này người ta tán gái hay là vợ bé gì thì người ta lấy người làm vợ, chứ đâu có ai đi lấy ma làm vợ. Nói xong sư thầy đứng dậy đi nghỉ ngơi, Đêm quỳ buồn xuống ai về nhà nấy Hai người kia ngồi lại trong chùa với mấy chú tiểu Nửa đêm cả hai người chìm vào trong giấc ngủ Và quả nhiên họ thấy hai vợ bé đàm thức ăn tới ngồi ở cổng chùa Gọi tin của chồng Hai người bắt đầu tỉnh giấc ngồi dậy hỏi nhau Có nghe thấy gì không? Hình như là có tiếng gọi mình rồi im lặng đấy Không gian cách như vậy im áng trôi qua Hai người lại đặt lưng xuống nằm ngủ tiếp nhưng được một lúc lại có tiếng gọi và tiếng khóc vang vọng vào hai lỗ tai lần này hai người như trong cơn mơ hồ chầm chậm ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng ra phía cửa của gian chính thờ phật cả hai cứ như vậy đứng im như người mất hồn thì đột nhiên có tiếng hét của ba chú tiểu vang lên đừng mở cửa ba chú tiểu vội vàng chạy lại giữ hai người thì cũng là lúc cả hai người đổ sập xuống như cây chuối ngáy như là sấm sáng hôm sau vợ con hai người tới đón sư thầy sau khi mà nghe ba chú tiểu kể lại việc đêm qua thì nói trong bảy đêm các con nhớ thay phiên nhau canh gác cho thật kỹ mọi người nghe kể lại như vậy cũng sợ lắm khuyên hai người cố gắng đừng gây ra chuyện gì nếu không hậu quả sẽ khôn lường đêm thứ ba khi ngủ trong chùa ba chú tiểu thay phiên nhau ngồi dựa vào vách đọc kinh phật và canh gác cho hai người tiếng gió xào rạc bên ngoài mắt lạnh Hòa cùng với tiếng gọi lọt qua khe cửa, anh Văn, anh ngon ơi, chúng em mang thức ăn cho hai anh nè. Em đang ở chùa, hãy ngó qua cửa sổ đi. Bọn em đang chờ. Mấy chú tiểu đang ngồi nửa đêm nổi ra gà liếc mắt nhìn nhau bởi hai tiếng gọi kia lại là của chính hai người vợ ạ à. Đêm hôm như vậy không thể có chuyện họ tới đây gọi như vậy. Thực sự là một chuyện kinh dị. Mấy chú tiểu nhìn về phía của hai người kia thấy cả hai vẫn còn ngủ im tin thít tiếng gọi lanh lảnh cùng với cơn khóc nức nở cứ như vậy kéo dài mấy chú tiểu bây giờ đã sợ lắm nhưng với bản tính tò mò của trẻ con có hai chú ngóc cái đầu lên nhìn qua khe cửa thì hối ôi một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt ngoài cổng chùa một cái đầu buông xõa tóc lơ lửng phía bộ ruột lòng thầm bên cạnh là một cô em gái cũng buông to xõa tóc mà lại có ánh sáng tỏa ra từ hai lỗ mũi trông vô cùng kinh sợ. Hai chú tiểu run rẩy nói với nhau, mau mau gọi mọi người dậy đi, xem chừng có vẻ không ổn. Vừa dứt lời thì bỗng hai chú giật mình, hai người văn thao và on thiên, chỉ mới vừa đây còn ngáy như sấm, ấy vậy mà thoáng cái đã đứng ở đằng sau từ lúc nào không biết. Việc đó khiến cho hai chú tiểu chút nữa thì đứng tim. Tiếng ồn nào khiến mấy chú tiểu kích thích giấc, cánh cửa mở ra, Sư thầy bước vào thì ngay lập tức hai người ngã xuống ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai cái bóng mà quái dị bên ngoài đã biến mất dạng. Bây giờ sư thầy nói, đừng sợ các con là người tu hành, chúng ta làm như này cũng là tích công đức vô lượng, nghỉ ngơi đi sắp sáng rồi. Chiều hôm sau sư thầy cho gọi mọi người tập trung đầy đủ lại rồi nói, tối nay mỗi gia đình cho một đứa con trai đến ngủ cùng với ba chú tiểu, còn hàng xóm mai có tấm lòng từ bi thì đến chùa ngủ tự trông nom lấy nhau mọi chuyện tôi đã có sắp xếp ba người già cả nhất trong làng nói chúng tôi cũng đến ngủ tôi sẽ bắt còn mà lại với con phòng này cho bằng được bọn tôi cũng muốn biết cái mặt của nó như thế nào mấy người già khác thì gật gù tán thành cho là đúng đêm nay người hơn ngủ trong chùa với nhau tới nửa đêm thì cả hai người văn và on đã chìm vào trong giấc ngủ sâu Văng vàng nghe có tiếng chó sủa ở cuối làng. Một người già cả có khuôn mặt khắc khổ cười nói. Chủ nợ của hai anh kia đòi người rồi đấy. Ba ông già ngồi trò chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng chó sủa như đảm báo cho mọi người biết cái gì đó đang di chuyển đi thẳng về hướng chùa trong đêm nay. Quả nhiên là như vậy. Một lúc sau thì gió bắt đầu nổi lên. Gió thổi qua mái ngói nghe vù vù bỗng có tiếng hai người đàn bà thì thầm từ phía cầm chùa vọng vào mấy người già vẫn trò chuyện nho nhỏ như không quan tâm mấy chú tiểu nhìn nhau mặt tái mét cò rúm lại ngồi sát với nhau hai người con của văn thao và on thiên năm nay cũng 17 18 tuổi nhìn hai ông bố nằm ngủ như chết bên ngoài thì ma quỷ kêu gào cũng thấy rợn cả người hơn tiếng đồng hồ liên tục tiếng rin gì đêm nay không phải ở một chỗ ngoài cổng chùa mà nó đi theo một vòng quanh chùa càng khuya càng nghe rõ tiếng gọi tên hai người kia với sự xuất xa đột ngột từ đâu một cơn gió lạnh buốt thổi vào vách chùa mang theo một tiếng âm vọng anh on thiên ơi em đến đón anh về nhà về với em đi anh tiếng gọi kinh như vậy vang lên trong sân chùa mấy người ngồi bên trong cũng kinh ngạc còn chưa kịp định thần từ từ trên mái nhà lại vọng xuống tiếng nói khác anh Văn Thao dậy đi, em đến đón anh đây. Trên nền đất on thiên và Văn Thao vẫn lăn lộn ngủ như không biết gì. Bỗng nhiên cả hai đồng loạt mở mắt nói, vợ tôi đến đón. Một ông già thi vậy bèn nói với hai ông còn lại. Hai người có nhớ cây tre chuẩn bị từ chiều, dựng ở vách nhà nơi sư thầy ngồi không? Nhớ chứ, hành động thôi. Nói xong cả ba ông đứng dậy nhẹ, nhẹ bước chân ra ngoài cửa. Bỗng cửa bất thình lình mở ra, một ông già chạy thẳng ra bên ngoài đuổi theo con ma vòng đồng thời hai ông kia chạy đi lấy cây roi tre cành tre còn đáng nguyên sẽ có tác dụng cuốn vào tóc con ma lai để bắt sống nó trong khi đó hai người kia vẫn còn đang mê man lẩm bẩm vợ tôi đến đón vợ tôi đến đón thế khoảng ba giờ đêm thì cũng tóm sống được sư thầy chậm chậm bước đến miệng lẩm bẩm tụng kinh rồi ngồi xuống nói đem nó đến đây chiếc đầu lơ lửng với một người có ánh sáng trên mũi nét mặt vô cùng dữ tợn và mùi tanh hôi nồng nặc nhưng khi nhìn sư thầy cả hai đã dịu xuống mà lại cúi đầu còn ma phòng thì chấp tay hành lễ bây giờ sư thầy nói với hai người già kia thôi thả ma lai và ma phòng về nơi chúng sinh ra nếu để đến ánh mặt trời thì cả hai đều chết mình không nên hại nó như vậy hai bà vợ lúc này cũng đã có mặt mấy mẹ còn bèn chắp tay xin lỗi vì hai gái chồng năng nhăng. Xong thầy chùa liền nói, gỡ tóc quấn ở cành tre cho cô ta. Mái tóc vừa được gỡ ra thì hai bóng ma nhanh chóng lần vào trong màn đêm. Sư thầy liền nói tiếp, mỗi ngày gia đình ngày mai lấy mười xô sỏi, Mười xô cát, mười xô nước để tôi cắt duyên. Như vậy hai con ma không theo bám nữa. Sáng sớm hôm sau hai người cùng hai đứa con trai về ăn sáng ở nhà giữa sân chùa vẫn còn một đống chuột chết gà chết ruột cá thối bốc mùi ghê tởm con trai của on thì nói mấy ngày trước ba ăn cái thứ này bà đầu có ăn cơm chút nào vợ bé của ba gọi ba đêm là ra ăn đó văn với on nghe xong thì xanh mặt ói luôn tại chỗ đến buổi trưa hai anh gánh sỏi và cát ở sông lên chùa khi đầy đủ hai gia đình cùng với người trong làng ngồi xuống chấp tay sự giải và tất cả chú tiểu đều đến làm theo niềm tin văn hóa của người Lào. Đó là nghỉ lễ cắt duyên. Đêm tới sư thầy liền nói, xin hàng xóm láng giềng giúp cho chót, còn thêm ba đêm phải ngủ ở chùa, không biết hai con ma đó đã về núi chưa hay còn quanh quẩn ở đây. Chúng ta cứ đề phòng cho chắc. Đêm thứ năm 12 giờ đêm, ai cũng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chó sủa vang đi từng nơi vòng quanh chùa theo sau với tiếng bước chân người vòng quanh bên ngoài. Có tiếng thị thào nức nở nhẹ nhẹ ở đằng trước, nó như có ai đó dừng bước trước cửa chùa một lúc lâu. Như là để thám thính điều gì đó vậy. Một cơn gió lạnh buốt đã làm cho mấy người tỉnh giấc, kéo theo là một mùi thanh hôi lọt vào trong chùa phá vỡ giấc ngủ của mọi người. Suy chỉ có hai người Văn và On là vẫn ngủ như chết còn ngoài ra ai cũng ngồi dậy để đối phó với cái thứ mùi kinh tởm đó. Một ông già vừa bịt mũi vừa la lớn đứng sau cánh cửa trước. Hết duyên hết nợ rồi còn đến quấy phá nhau làm gì. Đi về nơi vốn thuộc về bọn mày đi. Nếu không ta bắt tụi mày như đêm qua rồi đem phôi nắng đấy. Chết khô ra đó thì đừng có trách tạo ác. Sau tiếng là hết đe dọa đó thì tầm 10 phút đồng hồ. Mùi tanh ngôi tầm đậm từ từ giảm xuống trả lại cho không khí trong lành cho mọi người. Mấy tiếng khóc lóc thảm thiết cũng biến mất theo. Con trai của Văn Thao lại dọn dẹp thêm một đống thịt thối rữa. Sáng hôm sau khi về nhà thì Văn Thao và On Thiên chạy ra đón. Cả hai nhà ăn bữa cơm sáng chung với nhau rồi nói. Đêm qua xung quanh hai nhà cứ vang lên tiếng rên rỉ gì, như là người nào đau đớn lắm. Rồi có cái mùi hôi thối nồng nặc sọc thẳng vào trong nhà Em chắp tay khấn vận và xin cho hai ma nữ đó về lại núi rừng của họ. Thì một lát sau tất cả mọi chuyện cũng ổn, hai bọn em sợ mất mật. Thằng con trai cũng nói, đêm qua trong chùa cũng như vậy đấy mẹ. May mà có hai ông bô lão đuổi nó mới chịu đi. Đêm thứ sáu, câu chuyện ma lai và ma vòng lan ra cả làng. Người trong làng ai cũng muốn thấy ma, cho nên này cũng xin đem đồ đến chùa để ngủ ban đêm. Sư thầy lắc đầu cười mà nói Cảm ơn tất cả mọi người Cả làng làm như vậy mà nào nó dám đến Hai người làm việc nhà tắm rửa xong Thì đi lên chùa ngủ Không như mỗi đêm cơn gió tanh nồng lại xuất hiện Kèm theo tiếng khóc não nề giận người Sáng sớm hôm sau On Thiên vào Văn Thao chợt tỉnh giấc nằm nói Đêm qua mưa thứ hai cô đến gọi Con chắp tay tụng kinh và chúc cô ấy đi đến nơi tốt đẹp Chỉ nhớ đến đó thôi rồi có gì xảy ra thêm chúng còn không nhớ gì. sư thầy mỉm cười vỗ tay lên đầu của hai anh mà nói, đêm này là đêm cuối của ba hồn bảy vía, xong tất cả ra về làm công việc nhà, rồi chờ đến chiều tất cả gặp nhau ở chùa. đêm thứ bảy sư thầy cũng đã có mặt với mọi người. đêm nay là một đêm quan trọng và quyết định. gần mười giờ đêm lúc này ai nấy cũng đều mặt nặng chữ, tiếng trò chuyện giảm dần rồi im lặng. 12 giờ đêm có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng đàn bà gọi tên hai người, Văn Thao và On Thiên vang vọng trong không gian. Nghe mà rợn cả tóc gáy. Ở bên trong mọi người đánh thức nhau dậy lắng nghe, mấy chú tiểu thì ngồi trên nhau từng đống, mấy người dân làng thì mặt ai cũng tái mét, mặt ngó nghiêng lia lịa ra bên ngoài. Sư thầy đang ngồi dậy tụng kinh phía sau cánh cửa chùa từ lúc nào, tiếng gõ cửa chùa tiếng gọi tên cứ như vậy kéo dài cả tiếng đồng hồ sau đó lại xuất hiện một cơn gió lốc mạnh phi mùi hôi thanh như là không ai chịu nổi có người người xong còn ói luôn tại chỗ vị sư cụ nói với mấy người già bà vị hãy mở cánh cửa ra đi nghe xong bà ông già đứng dậy mở cánh cửa hai cánh cửa vừa mở thì cả ba ông suýt lăn ra mà té xỉu Ngoài sân thấy rõ một cô gái đang đứng với ánh sáng xanh ở mũi và một chiếc đầu lơ lửng của một bộ ruột lòng thòng bên cạnh. Mấy chú tiểu thấy vậy thì vội co rúm vào, trông cần kín mít. Mọi người trong làng đầu tiên thì hùng hổ nói muốn thấy hay là đến đây để bắt ma. Nhưng khi thấy hai cái di ảnh kinh dị đang đứng ở ngoài sân chùa, cộng với một mùi hôi thanh tờm lợm, thì mặt ai nấy đều tái mét chạy ngay vào góc chùa run như cầy sấy. Sư thầy ngồi ở giữa cửa chùa mà nói Không duyên không phận Không đời không kiếp Không phúc thì hai cô về đi Hai anh này và gia đình cũng xin lỗi rồi tạ ơn Sao còn chưa chịu bỏ qua Nếu còn cứ mãi lưu luyến Trái với ý trời Coi chừng bị sấm sét đánh cho hồn siêu phách lạc Mãi mãi không được siêu tình Mồi hôi thanh từ từ giảm xuống Kèm với tiếng khóc nức nở Và tiếng nói nhẹ nhẹ anh Văn anh Ngon xin tạm biệt Chúc cho hai anh chị bình an và gia đình Nói xong thì tiếng nức nở nhỏ dần Rồi mờ dần theo bóng hình tạm biệt Trong đêm rồi biến mất An Thiên và Văn Thao tròn tỉnh giấc dậy Văn Thao liền nói Còn nằm mơ thứ hai cô ấy đến chào tạm biệt thầy ạ à? Sư thầy im lặng một lát rồi nói Khuya rồi tất cả đóng cửa chùa rồi ngủ thôi Sáng mai rồi nói mọi chuyện đã xong sáng hôm sau tỉnh dậy nét mặt mấy chú tiểu và người làng trắng bạch tóc tai rũ rượi cái sự căn đà muốn thấy ma và muốn đi bắt ma đã biến đi đầu hết chỉ để lại sự sợ sệt khủng hoảng kéo dài cả đêm tất cả mọi người dọn dẹp đồ ngủ đem về nhà họ đến nhà của hai gia đình on thiên và văn thao trò chuyện nếu tất cả bình an tài quản nạn khỏi thường quên tạ ơn ba người già trong làng và vị sư cụ kia họ làm một bữa tiệc lớn rồi đưa vào trong chùa cúng sau ba tuần bình an hai gia đình làm xong việc tạ ơn cũng như là cúng bái theo lời hứa hẹn ban đầu từ này trở đi hai người cũng không nghĩ đến chuyện đi buôn nữa vì đã khá giả rồi hai gia đình quay ra làm nông nghiệp và trồng trọt cũng không ai nói đến chuyện đi buôn theo sông mê công nữa nghe xong câu chuyện thì minh tặc lưỡi đúng tận là một câu chuyện khá là ý nghĩa và cũng rất rùng rợn. Nếu chuyện này thực sự có thật thì quả thực trên đời này có nhiều điều không tưởng được. Mình đích nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ đêm. Từ đầu là có một cơn gió thổi tới. Cơn gió này còn lạnh hơn cả cơn gió kỳ nãy. Một cái lạnh tề tái như gió đông ở miền Bắc mà không ngờ lại là giữa cái tiết trời mùa hè trong Nam. Mình quay sang nói, thôi khuya rồi xuống ngủ đi anh ở trên này đêm dễ cảm lạnh chưa cứ xuống đi anh quen với cái lạnh này rồi minh gật đầu nó cầm chiếc ghế nhựa xuống công quên chào tùng tùng lại nói tôi mai lại lên đây tiếp nhé minh gật đầu nó đang định quay đi thì chợt nhận ra có điều gì đó là dòng của tùng vừa hình như có sự thay đổi nghe cứ vang vang tuy nhiên mình cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đi thẳng luôn xuống lầu về phòng ngủ vừa đặt lưng xuống nệm toàn thân đã mệt mỏi một cách khó hiểu chân tay đã tê cứng hết cả lại mồ hôi vã ra như tắm nó cứ nằm im như vậy rồi im đi lúc nào không hay sáng hôm sau minh tới chỗ làm vừa nhìn thấy nó mở cổng bước vào bọn bà chị mới quen chơi cùng trong công ty chạy lại nói ờ cô em đêm qua đi đêm hay sao mà nhìn nhan sắc kém vậy nhợt nhạt cả ra rồi minh ngạc nhiên đêm qua có thức gì khuya lắm đâu sao lại tới nỗi nhợt nhạt nó chạy vào nhà vệ sinh để xem đứng trước gương minh cũng giật mình khuôn mặt như hóp lại da rẻ tái đi thiếu sức sống đôi mắt thì thâm quần minh suy nghĩ mông lung sao quả có một đêm lại tàn tạ tà quá như vậy không được rồi tới chỗ ở mới quen phải chỉnh đốn lại ngay không thì đổ bệnh có ngày từ hôm đó như đã hẹn trước hai anh em lại gặp nhau trên sân thượng lần này minh có đem theo một ít mồi nhắm vài con cá khô và sáu lon bia để hai người nhâm nhi nói chuyện lên tới nơi thì thấy tùng cầm bình tưới cây cho mấy chậu hoa anh trầm minh lên tiếng hello anh em lên đến rồi tùng đặt bình tưới cây xuống rồi nói anh lên đây từ sớm ủa tôi anh không đi chơi hả không em mà anh không thích ở à nhà làm bạn với sự cô đơn với cây cối anh thích cái cảm giác đó hơn. Mình nghe qua thì cũng gầm bờ, tuy nhiên nó lại chú ý tới một chi tiết khác. Sao tối nay nhìn anh Tùng kia có gì đó khác khác? Nó là cái gì nhỉ? Mình tự hỏi. Bỗng Tùng cất giọng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Này em mình tiếp tục kể chuyện ma nhé. Minh gật đầu hưởng ứng nhưng không hiểu tại sao cười lên tới cái sân thượng này là không khí lại lạnh đi một cách đầy kỳ lạ. Kể nãy đứng dưới hành lang còn nóng hầm hập, đồng ý là trên đây có gió thoáng đẳng, nhưng sự chênh lệch như vậy thì đúng là lạ. Tuy nhiên mình cũng gạt đi và không để ý nhiều. Tầm 10 giờ tối, tổng sau khi kể xong một câu chuyện về việc gặp quỷ ban đêm thì mình nói À chắc này đi ngủ sớm thôi, em mới chuyển tới thức khuya không được, để quen quen tới chỗ này rồi tính. Trên bạn quen mốc hát cả rồi, gái nó nhìn nó ngại chết, Tùng chợt im lặng mặt anh thần lạnh thanh nhìn thẳng vào Minh khiến nó thấy hơi lạ. Tuy nhiên sau đó nét mặt đổi sang tươi cười. Không được, chưa đi ngủ sớm giữ sức khỏe, mai anh em ta lại gặp nhau ở đây. Mình gật đầu, nó cầm hai lon bia đi luôn xuống lầu, không quên ngoái lại chào. Minh vừa đi khỏi thì vẻ mặt của Tùng lạnh thanh, một khuôn mặt không cảm xúc, cái miệng của anh ta chợt nở một nụ cười thấy thèm hiểm. Sáng hôm sau Minh lại tỉnh dậy trong tình trạng uể oải toàn thân đau nhức. Nhưng khi đứng với nắng ngoài ban công thì tình trạng đó lại giảm đi. Cũng không suy nghĩ nhiều cho mệt đầu, Minh đi nhanh xuống lầu để tới công ty. Vợ dắt xe máy xuống cửa thì đã thấy ở trước con hẻm có năm sáu người đang đứng tụ tập có vẻ huyên náo Không còn sớm mình tò mò dắt xe lại. Thì ra có một ông thầy bói mồ đang ngồi gieo quẻ. Ông ta phán chuẩn lắm hay sao? mà mấy bà có hàng xóm trầm trồ ghê lắm. Còn đang thắc mắc mấy đồng tiền âm dương, miệng thì cười với mấy bà cô sồn sồn. Đột nhiên đồng ta dừng tay mặt đanh lại, cái lắc đầu như là nghe ngóng điều gì. Ông ta đưa mắt nhìn về phía của Minh. Minh ngạc nhiên ông ta đang nhìn mình sao? Sao lúc kính đèn kia chẳng phải là đôi mắt mù, không lẽ lại là thầy giỡn? Bất ngờ ông thầy bói cáo cặp kính xuống mọi người đều giật mình, Đúng là hai mắt đáp bị hầm nhưng vẫn hướng về phía minh không rời. Ông ta lúc này nói, âm dương vốn không thể hòa vào nhau, càng không thể tiếp xúc lâu dài. Nếu cứ như vậy e là lành ít giữ nhiều, màu cúng kiến ngay làm gì đó cắt nó ra, không làm mệt đấy. Nói xong ông ta trở lại bình thường, cười cười rồi gieo quẻ tiếp. Mình tách ra khỏi đám đông khó hiểu, ông thầy bói này đang nói cái quái gì vậy? Tới công ty anh lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà chị bà ta nói Đi khám xem có bệnh không, không em Chứ nhìn em so với mấy tuần trước nhìn tàn tạ quá Mình ngậm mờ không nói gì chắc chiều nay phải ra viện khám thử mới được Chiều hôm đó bước ra khỏi phòng khám với kết quả hoàn toàn bình thường Không có bệnh gì cả Đúng là kỳ lạ Cái như này e là không ổn Mà nó để ý rằng cứ lên sân thượng xong xuống dưới là y như rằng vừa đi vừa đánh giặc xong vậy. Toàn thân dã rời mệt mỏi để chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Mình rút điện thoại và gọi cho một người đó là Tùng. Alo Tùng hả? Tên em bận đột xuất nên về khuya. Chắc là không lên sân thượng chơi anh được rồi. Đầu dưới bên kia một sự im lặng bao trùm. Mình nghe hình như có tiếng gió rồi tiếng gì đó âm vang rất lạ. Bỗng nhìn giọng của Tùng vang lên. Ờ được rồi gặp chú tối mai Mình cúp máy Để xem đêm nay như thế nào Quả nhiên tối đó Minh không lên sân thượng Đêm thì hoàn toàn bình thường Không đau nhức gì cả Ngồi trên giường suy ngẫm đúng là kỳ lạ Không lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên Có lẽ bây giờ Ông Tùng kia đang tự kỳ Trên sân thượng rồi Tối mai mình sẽ lên đó Nếu đêm mai tình trạng kia xảy ra Thì không còn nghi ngờ gì nữa Đúng 6 giờ tối hôm sau Minh về phòng bước tới cầu thang hướng lên trên tầng thì đột nhiên nó chùn chân lại nếu chuyện kia xảy ra thật thì không lẽ là do cái sân thượng nghe sao mà quái lạ bước lên hành lang của lầu năm cả dãy hành lang vắng tanh đừng nói anh ta sống ở lầu này bóng điện ở đây hỏng gần hết khắp nơi đều bốc lên một cái mùi ẩm thấp ngai ngái Giờ mốc mọc xanh gì có vẻ chất lượng ở đây xuống cấp hơn những lầu khác tùng thực sự ở lầu này ư mình cứ như vậy bước tiếp lên sân thượng mà không để ý rằng tất cả các cửa phòng ở lầu năm này đều đã khóa lại bằng những sợi xích to bản hoa dị, chứng tỏ đã rất lâu không có người ở. Lên tới lầu 6 mình nhìn thấy một ông chú đang ngồi đọc báo ngoài hành lang. Ông chú này mình để ý hôm nào cũng ngồi ở đây vậy. Mình lễ phép chào. Ông nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay cũng vậy, thấy mình đi lên, ông khẽ gật đầu nhưng lại hỏi một câu. Còn hay lên sân thượng quá nhỉ Trên đó đâu có cái gì đâu Rất bừa bộ nữa Minh Điền ngạc nhiên Dạ đâu có chú nhờ mấy sao ấy chứ Con có quen một anh ở dưới lầu năm Anh ấy dọn dẹp tu bổ Ở hết trên đó giờ nhìn đẹp lắm Ông chú nhớ mày đầy khó hiểu Lúc này một người phụ nữ Mở cửa bước ra tình cờ nghe được câu chuyện Bà ta có lẽ là vợ của ông ấy Cả hai người ngạc nhiên nhìn nhau Xong lại nhìn Minh đầy khó hiểu mình hơi lại trước thái độ của họ nhưng cũng không để ý lắm nó chào rồi đi thẳng lên sân thượng hai vợ chồng kia nhìn theo với vẻ đầy kinh ngạc lên đến nơi tùng đang dọn sẵn mình tiến lại gần vỗ vai anh để em lâu chứ đột nhiên minh giật bắn mình vội rụt tay lại cơ thể của anh ta lạnh như băng mình thoáng sững người tùng quay lại nhìn minh cười một nụ cười kỳ lạ chú ngồi đi anh lại kể chuyện ma cho chú nghe Quả nhiên đêm đó cơ thể của mình đau nhức dữ dội, thật là không thể tin được. Sáng hôm sau Minh tỉnh dậy ghi cơ thể choáng vắng mệt mỏi. Vợ dắt xe xuống thấy hai vợ chồng ông chú hôm qua đứng nói chuyện gì đó với cô bán phở. Thế mình đi xuống cả ba người đều nhìn nó. Mình cũng không để ý mà đi thẳng tới công ty. Từ hôm đó tầm gần 9 giờ tối thì mình về tới. Vợ về tới thì đã thấy hai vợ chồng cô chú cùng bà bán phở đứng đợi sẵn. Thế mình ông ta nói này thanh niên, khoan lên đầu, chú có cái này muốn con xem. Nói xong ông ta rút điện thoại bật một đoạn clip cho Minh xem. Vợ xem đoạn clip mình thấy mặt, sao sao lại như vậy? Ông chú liền thở dài mà đáp. Vậy nên khi chú thấy con lên đó mới thấy lạ, bèn đi theo vừa ghi lại được cảnh này. Minh bàng hoàng kinh hãi. Trong clip quay lại cảnh Minh ngồi một mình ở bộ bàn ghế gỗ, tự nói chuyện một mình. Ông chú lại nói tiếp. Chị đó vốn trước đây đúng là rất đẹp Do một tay thanh niên đó chăm sóc Cậu ta nhà ở dưới lầu năm nhưng chết rồi Từ từ trên chính cái sân thượng đó Chứ là người hỗ trợ mang sắc cậu ta xuống Làm sao có chuyện con gặp được cậu ta Mình nghe xong như xét đánh ngang tay Trên tay buồn rùn hết cả Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Nó mở tung cười chạy như bay lên sân thượng Lên đến nơi thì Minh mừng rỡ Nơi đây ngồn ngang bẩn thỉu Răng chất thành đống dàn cây xanh tốt đêm qua thì nay chỉ còn là một dàn gỗ mục bộ bàn ghế gỗ mà cũng mục nát ngà màu trong khi tối qua mình và tùng còn ngồi đây nói chuyện nhìn nơi này nên đã vài năm không có ai ngó ngàng tới vậy mình kinh hãi hoang mang tất cả chuyện này là sao đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt từ phía sau đặt lên vai của đó và giọng nói vang lên khiến cho mình lạnh sống lưng Chú về rồi đó ngã Anh em mình kể tiếp chuyện ma nào Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.